bạn đã quay trở lại với kênh Mai 83 Vlog. Mỗi người trong chúng ta, mỗi buổi sáng thức giấc, chúng ta đều luôn mong cầu những sự bình an cho những người thân yêu và sự thư thái trong tâm hồn mỗi người. Mình cũng vậy. Nhưng sáng hôm nay, mặt trời đã ló ở hừng đông. Mình thức giấc như mọi khi, nhưng cái cảm giác an nhàn trong tâm hồn và sự thư thái không còn nữa, mà thay vào đó là một tâm trạng khá nặng nề. Mỗi khi nhìn hình ảnh cây dừa xanh che bóng mát ngôi nhà, nhưng sáng hôm nay nó không còn như mọi khi. Những cành cây trơ trụi, lá khô héo. Tuy nó chỉ là những vật vô tri vô giác, nhưng nó đã gắn bó với mình qua bao năm. Và những ước mơ về những trái dừa to và mọng nước, với những ký ức tuổi thơ. Trên đất nước Việt Nam ta, thiên nhiên rất đa dạng, mỗi vùng mỗi miền lại có những đặc sản riêng. Thế nhưng hình ảnh cây dừa luôn là đề tài muôn thuở của thi ca, và cũng là những hình ảnh quen thuộc của những người dân từ Bắc chí Nam. Tôi đã từng nghe loáng thoáng về một bài hát nào đó: ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người còn đó là cô gái Bến Tre. Cây dừa luôn gắn bó với những người dân rất mộc mạc, thân thiện. Vậy mà chỉ có mấy ngày quên dòm ngó mà nó đã ra đi như thế này. Giờ nhìn nó mà mình xót xa quá. Đã quá muộn để có thể dành lại sự sống cho cây dừa. Đây là một loài cây có thân thẳng và cao lớn, trung bình từ 15 đến 20 mét. Trong 4 năm đầu tiên, cây phát triển chậm và thân ngắn. Ngoài việc sử dụng trái để uống thanh mát cơ thể, thì thân, lá, rễ dừa còn có nhiều công dụng. Nghĩ đến đây, mình đã quyết định truy tìm hung thủ để lấy lại sự công bằng cho cây dừa nhé các bạn. Và sau đây, mời các bạn hãy đón xem cuộc truy tìm hung thủ ghi âm cho cây dừa. Trước mặt chúng ta là một phần thân cây dừa đã đổ nát, chỉ còn trơ thân cùng tuế nguyệt. Để hoàn thành công việc vạch lá tìm sâu như thế này, quả là một công việc không dễ, đúng không các bạn? Sau một hồi quần quật, cuối cùng mình cũng đã tìm ra được hung thủ. Và hung thủ chính là đây. Đây là những chiếc kén của những con đun dừa. Đun dừa có vòng đời khác một chút xíu so với các loại bò cứng khác. Nó có đến 5 giai đoạn phát triển. Ấu trùng cơ thể béo mập sẽ tạo một kén bầu dục bằng sợi xơ có trong thân cây dừa hoặc trong các bẹ dừa. Trong kén này, đuôn chính thức hóa những nhộng, và giai đoạn nhộng kéo dài khoảng 15 đến 20 ngày. Khi trưởng thành, nó chui ra khỏi kén, bay ra và đi tìm bạn tình. Ông bà ta thường nói, ruồi bay qua biết được ruồi đực hay ruồi cái. Vậy để nhận biết đuôn đực và đuôn cái, chúng ta phải làm sao? Thật là một câu hỏi rất khó để trả lời. Nhưng nếu chúng ta nhìn sơ qua thì đó là một câu hỏi khó. Hãy thử quan sát một con đuôn đực và một con đuôn cái. Chúng ta dễ dàng nhận ra được đuôn đực vòi sẽ ngắn hơn đuôn cái và có một nhúm lông tơ màu vàng ở đầu vòi.
con cái trưởng thành sẽ bay đi và bay đến thân cây dừa, đục lỗ vào thân. Bên trong chúng sẽ đẻ vài chục đến vài trăm trứng. Và kết quả của chúng là đây. Và giờ đây, khi phát hiện cây dừa đã bị đám sâu bọ béo tròn trùng trục mũm mĩm kia đã chén sạch hết phần tinh túy của cây dừa, chúng ta sẽ xử chúng như thế nào? Các bạn có biết ấu trùng của đun được coi là một trong những đặc sản không? Chúng được ăn sống hoặc rang, xào với nhiều giá trị dinh dưỡng. Nhưng một lần nếm trải làm nhớ mãi suốt đời nhé. Trung bình 1 ký đun dừa có giá trị từ 400.000 đến 800.000. Có rất nhiều món ăn được chế biến từ đun đun dừa. Đun đun lược nước dừa, nấu cháo, tẩm bột chiên, đun đun xào với hành tâm. Nhưng để xử lý những con đun này như thế nào, xin mời các bạn hãy xem tiếp phần video tiếp theo nhé. Và bây giờ xin mời các bạn hãy xem công cuộc bắt những chú nhộng như thế nào.